Sáng nay, Cục Quân báo Trinh sát Tổng cục 2 đã tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn. Cục Quân báo Trinh sát luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, quản lý tốt chính trị nội bộ. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương Cục Quân báo Trinh sát đã có những bước trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, cả về biên chế tổ chức, đội ngũ và năng lực hoạt động trên lĩnh vực đảm nhiệm, là một trong những lực lượng chủ công của tình báo quốc phòng. Trong thời gian tới, Cục Quân báo Trinh sát cần phải được tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đầu tư phát triển về mọi mặt theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, để luôn đủ sức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương tin tưởng rằng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Cục Quân báo Trinh sát và lực lượng Quân báo Trinh sát toàn quân sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào chiến công chung của tình báo quốc phòng Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.